hay là đồ bà Dung. Chị mà giá nó xuất hiện rồi đó. Cố gắng nha. À xí xí nè. Yeah.
nổi không? Người làm xong phải xong nhiệm vụ làm người khác. Việc chỉ cần làm qua hình như được đúng không? Ế thế mà qua thứ bảy mà cũng ế, nhưng mà có cái được cái quay được. Còn cái ngày mà chị đi với lại cái ngày trước đó rồi không có luôn kìa, có được cài. Ngày thứ tư thứ năm đâu có đâu, thứ sáu cũng không có bao nhiêu, thả lỏng xí thôi, đau quá rồi. Vòng quá nặng được luôn. Xí ăn xong rồi.